quý vị đã chờ đợi để theo dõi chủ đề chuyện cũ, quan niệm mới ở biển Nam Trung Hoa. Kính thưa quý vị, chiến lược tái cân bằng lực lượng tại châu Á-Thái Bình Dương được đẩy mạnh từ cuối năm 2010, khi mà Trung Cộng ngày càng có hành động hung hăng và tham lam vô độ đối với các quốc gia duyên hải trong khu vực. Nay đã có gì thay đổi? Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã công du Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ, và Tổng thống Barack Obama sẽ đi thăm Nhật Bản, Đại Hàn, Mã Lai Á, Phi Luật Tân vào cuối tháng 4. Sẽ có ảnh hưởng gì tới Trung Cộng không, thưa quý vị? Thứ nhất, chúng ta bàn đến lập trường của Trung Cộng. Tập Cận Bình khi gặp Hagel đã xác nhận duy trì và phát triển quan hệ nước lớn, như muốn nhắc nhở Mỹ chớ nhúng tay vào các xung đột nhỏ, vì Bắc Kinh đủ sức giải quyết cùng với các nước trong vùng. Và Lý Khắc Cường khi gặp ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng đã nói rằng sẽ không dùng vũ lực đối với bất cứ ai, nhưng lại sẽ sử dụng vũ lực với bất cứ ai dám bất chấp đường chín vạch, tức là đường chữ U, tức là lưỡi bò. Trong khi đó thì giới quân sự Trung Quốc nặng lời với Hoa Kỳ. Như vậy thì dùng kinh tế quân sự để ép các nước nhỏ đàm phán song phương, đó là cái lối của Bắc Kinh đã muốn làm. Bắc Kinh và Hoa Thịnh đốn. Như vậy hai bên vẫn dò xem là cái lằn ranh cuối cùng của đối phương nó nằm ở đâu. Nghĩa là khi nào thì chúng tôi chạm đến cái mức mà gặp cái phản ứng của các vị. Đó là hai bên đang dò, nhưng mà có lẽ tới giờ phút này chưa biết rõ. Như vậy thì xét về lập trường của Mỹ thì ra sao? Lập trường của Mỹ thì người ta đang cố lấy lại cái niềm tin khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương. Chúng ta nhớ năm ngoái, ông Tổng thống Barack Obama đã không đi dự một cuộc tại một diễn đàn châu Á-Thái Bình Dương, và cũng không có gặp mặt theo các nước khác theo cái lịch trình đã quy định vì cái công việc nội bộ ở tại nước Mỹ. Như vậy thì bây giờ cần phải gia tăng để làm cho các nơi tin tưởng hơn. Cho nên vừa đây thì Hoa Kỳ tuyên bố rằng sẽ thêm hai khu trục hạm tối tân cho biển Đông Trung Hoa. Và giảng hòa, ông Tổng thống Obama đã hạ giảng hòa Nhật Bản và Hàn Quốc, rồi là cam kết thi hành hiệp ước phòng thủ với Nhật Bản Phi, nói rõ cho Trung Cộng biết rằng Hoa Kỳ sẽ cam kết thực hiện các hiệp ước. Chúng ta biết rằng trước đây thì truyền thông của Trung Cộng thì cứ rêu rao rằng không, tuy có cái hiệp ước phòng thủ nhưng mà Mỹ nhất định là không can thiệp. Nhưng đó là cái điều tại sao mà Hoa Kỳ phải xác định, phải xác nhận điều đó. Và Hoa Kỳ cũng đang gây gắt chỉ trích Trung Quốc bắt nạt nước nhỏ, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Cảnh cáo Trung Quốc về đừng có lập khu và nhận diện phòng không ở Biển Đông. Đứng trước cái việc mà Trung Cộng gia tăng hành động hung hăng trên Biển Đông và Nam Trung Hoa cũng như bán đảo Crimea bị sáp nhập, thì Hoa Kỳ sẽ sử dụng lá chủ bài nào, thưa quý vị? Lá chủ bài quân sự của Mỹ: phát triển các mối quan hệ quốc phòng với các nước ven biển, thao dược chung, phối hợp cứu nạn, thiên tai, y tế. Về lá chủ bài về chính trị thì hàng trăm Hoa Kỳ muốn có thể thúc đẩy một cái cuộc cách mạng màu, bởi vì theo những cái số liệu nhận biết được thì rõ ràng hàng trăm ngàn tai nạn và bất ổn ở Hoa Lục đã xảy ra trong năm qua, và trong số đó 50% liên quan đến việc thu hồi đất đai, 30% liên quan đến tác hại môi trường và lao động, 20% thì chống đối các liên tình. Bây giờ như vậy thì thử hỏi rằng Trung Cộng có thể xảy ra cuộc cách mạng màu như đã xảy ra khắp nơi trên thế giới hay không? Thưa quý vị, cái điều đó rất khó. Bởi vì đối với người Tàu, người ta chống tham nhũng hơn là chống cái chính sách của nhà nước. Bởi vì cái tham nhũng chính là ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Còn cái chuyện đó họ cứ coi như là đó là cái quyền của nhà nước, cho nên họ không quan tâm. Đó là một cái khó khăn nếu mà giấy được một cuộc cách mạng màu.
Về kinh tế thì cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ mục đích hạn chế đến ảnh hưởng kinh tế của Trung Cộng đối với vùng châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là tại Biển Đông chẳng hạn. Nhưng mà việc dùng đòn bẩy này đó nó cũng gây khó khăn, bởi vì chúng ta biết cái đối tác xuyên Thái Bình Dương hiện nay còn đang trục trặc nhiều lắm và cuộc thảo luận chưa chắc đã đi đến kết quả và có thể bị hủy bỏ. Như thế tức là cái đòn bẩy cũng không tính được. Về cái đòn bẩy về Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới thì chúng ta đã thấy rằng không làm gì được với Trung Quốc cả. Thì hiện nay thì Hoa Kỳ lại chú tâm về những cái hiệp ước về địa phương hơn. Do đó cho nên nói rằng cái đòn bẩy về cái Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới cũng không có ảnh hưởng lắm. Về vấn đề cạnh tranh chiến lược với Hoa Kỳ đòi hỏi Bắc Kinh phải kéo các quốc gia duyên hải láng giềng ủng hộ hoặc ít nhất không chống đối đường lối bành trướng của mình. Đồng thời, quyết chia rẽ nội bộ ASEAN và giữa Mỹ cùng với khối này. Tình hình đó có vẻ càng ngày càng bất lợi cho Trung Quốc, thưa quý vị. Bởi vì thứ nhất là Bắc Kinh dựa vào quy định về thềm lục địa trong luật biển năm 1982 để xác định đường chữ U mà không cần theo đúng các chi tiết và không chấp nhận quyền tài phán của tòa án trọng tài luật biển. Ở đây chúng ta thấy nè, họ nói rằng họ có chủ quyền, họ có cái quyền lợi trên các biển ở ngoài khơi, như thí dụ biển Đông hay là Bắc Băng Dương hoặc là Nam Băng Dương chẳng hạn. Nhưng mà câu hỏi đó lại đặt ra một cái câu hỏi khác chính xác hơn là liệu các nước khác có được quyền như Trung Cộng hay không? Câu trả lời là không, bởi vì Trung Cộng không cho phép các nước nhỏ tham gia vào, các cũng không cho Hoa Kỳ tham dự vào cái việc xem rằng cái Biển Đông đó nó có phải là cái quyền lợi chung của mọi nước hay chỉ riêng của Trung Cộng. Đó là tại làm sao mà Trung Cộng đã thể hiện cho mình là một cường quốc chỉ biết nói bừa và hành động một cách lỗ mãng, cho nên đã bị Mandela chỉ trích rằng Bắc Kinh đã đưa nhiều tàu chiến cũng như là nhiều tàu tuần tiễu trên khắp Biển Đông chứ không phải là các nước khác, cho nên không thể buộc tội các nước khác mà phải buộc tội chính Trung Quốc mới là người có cái trách nhiệm đó. Nhưng mà Trung Cộng cũng tìm cách tham vấn với CEO ngày về cái quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Và như vậy thì từ ngày 21 tháng 4 này thì Trung Cộng và ASEAN sẽ tham vấn quy tắc ứng xử trên Biển Đông lần thứ hai. Nhưng mà chuyện này cũng sẽ không đi đến đâu, bởi vì nếu không thỏa mãn được những cái yêu sách của Trung Cộng. Bây giờ chúng ta xem trong cái phản ứng của ASEAN như thế nào. Mã Lai Á thì thuê chiến đấu cơ thay vì mua và có thể kiếm thêm 3 tàu ngầm để thành lập thành một cái đội 5 chiếc và lập đơn vị thủy quân lục chiến ở gần vùng Trường Sa. Indonesia thì mua thêm 3 tàu ngầm của Đại Hàn và đóng tại chỗ thêm 10 chiếc để thành 12 chiếc tất cả. Mua máy bay Su-30 của Nga, F-16 của Mỹ là những loại máy bay đã cũ. Philippines thì đã chi trong năm 2022 920 triệu USD cho 36 dự án hiện đại hóa quân đội. Tân Gia Ba và Việt Nam là hai nước có một cái lực lượng quân sự hùng hậu nhất ở tại Đông Nam Á, cũng đang tiếp tục tăng cường cái sự hiện đại của lực lượng trên biển. Bây giờ thì chúng ta thấy sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương chưa tương xứng với mối đe dọa của Trung Cộng, khiến cho các nước nhỏ trong vùng nghi ngờ. Nga sáp nhập bán đảo Crimea càng làm tăng thêm mối ngờ vực nên Hoa Kỳ lẫn các quốc gia duyên hải Đông Nam Á đều gia tăng sự hợp tác. Hoa Kỳ chỉ trích và khuyến cáo Trung Cộng mạnh hơn, như là trường hợp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lại cứ nói một cách rõ ràng là các ông không thể làm như vậy được. Làm như vậy là vi phạm luật pháp quốc, làm như vậy là áp bức các cái nước nhỏ. Tại diễn đàn quốc phòng, đây là cái diễn đàn lần đầu tiên giữa ASEAN và Mỹ họp ở tại Hawaii vừa qua, thì đã
đã khuyến khích các cái nước trong vùng hợp lại với nhau để cùng chống lại với Trung Quốc. Mỹ, Nhật thì bảo cam kết rằng sẽ bảo vệ an ninh hàng hải cho ASEAN. Thì trong chuyến đi này có lẽ ông Obama sẽ kéo Malaysia, Mã Lai Á vào Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương, giảm chỉ trích về nhân quyền đối với Mã Lai Á để có thể thực hiện được, để có thể thành công trong cái đề nghị của mình. Về các nước ASEAN thì hợp tác an ninh Việt Phi này, Việt Nam và Phi ngày trước đến nay ít khi hợp tác với nhau, bây giờ đã bắt đầu hợp tác. Và họ hợp tác thì họ càng cùng để lôi kéo Mã Lai vào để tìm cách giải quyết vùng chồng lấn của mình. Trong khi đó thì Indonesia cũng tăng cường phòng thủ Và như vậy, nhìn thấy rõ ràng, chúng ta thấy rằng các nước ASEAN đã muốn mình tự cứu mình nếu trong trường hợp xảy ra. Đó là một cái dấu hiệu rất là tốt, chứng tỏ rằng ngoài cái việc mà kiểm soát hợp tác với quốc tế thì còn có tự bản thân của họ đã tiếp tục để lớn mạnh và để tiếp tục hợp với nhau, đoàn kết với nhau để mà đối phó với một kẻ thù duy nhất, đó là Trung Cộng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt Nam đi về đâu. Hẹn tái ngộ. Thông báo, kính mời quý đồng hương bất chấp thời giờ đến tham dự buổi lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 và dỗ lễ Hùng Vương do Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại So Lệch và vùng phụ cận tổ chức lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 năm 2014 tại Thư viện Á Châu, 1339 Baxter Street, So Lệch, North Carolina, 28204. Mọi liên lạc xin gọi anh Bình Phù, 704-975-3889 hoặc anh Trần Anh Tuấn, 803-526-2133. Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ để tổ chức lễ kỷ niệm năm thứ 20 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam với sự yểm trợ của Hội Người Việt Cao niên vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, Liên hội Cựu chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, Đài truyền hình SBTN Washington DC, Tổ chức Tập hợp Vì nền Dân chủ. Buổi dạ tiệc được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Sáu 2 tháng 5 2014 tại nhà hàng Fortune 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Vĩnh Hưng 703-731-7750 hay Nguyễn Văn Đặng 571-236-1908.